Chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đã quay trở lại với channel youtube của Hùng Mobile Và như vậy thì vào đêm ngày hôm qua, Xiaomi đã chính thức cho ra mắt dòng Redmi Note 12 series của mình Và nếu như hôm qua các bạn quá bận hoặc đơn giản là khi mình ta xem sự kiện thì nó chỉ toàn là tiếng Trung Quốc mà thôi Các bạn cảm thấy không hiểu thì đừng lo Trong video ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp lại cho tất cả các bạn những tin tức và những cái điểm đáng chú ý nhất ở trên Redmi Note 12 series Để xem là với cái phiên bản năm nay thì nó đã có được những cái điểm nâng cấp như thế nào Và liệu rằng khi bán ra thì những cái sản phẩm này nó có đáng để người dùng chúng ta quan tâm cân nhắc và lựa chọn hay là không mình sẽ làm rõ tất cả những cái điều này ở ngay sau đoạn intro này nhé vào cái sự kiện ra mắt Redmi Note 12 series vào đêm ngày hôm qua thì Xiaomi đã cho ra mắt lên đến tận là 4 phiên bản Redmi Note 12 series của mình. Ở trong đó sẽ có bao gồm là Redmi Note 12 phiên bản 5G, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus và cuối cùng là Redmi Note 12 Explorer Edition. Vậy thì cùng xem với những cái sản phẩm này thì nó đã có được những cái bước cải tiến như thế nào thì mình sẽ cùng với các bạn chúng ta đi sâu hơn vào từng sản phẩm để có thể nói và phân tích một cách kỹ càng hơn. Với sản phẩm đầu tiên là Redmi Note 12 phiên bản 5G thì giờ đây cái ngôn ngữ thiết kế của nó thì mình thấy là nó thực sự khá là giống so với con Redmi Note 11T Pro được ra mắt vào trang năm ngoái Với cái việc mà nó được bố trí về phần camera giờ đây nó trông trở nên gọn gàng hơn thì cá nhân mình thấy rằng nó cũng được làm một cách đẹp hơn so với dòng Redmi Note 11 series được ra mắt trước đó Về thông số phần cứng của chiếc điện thoại này thì nó đã và đang được trang bị ở đây là một cái màn hình OLED với kích thước là 6,67 inch đi kèm với độ phân giải Full HD Plus và đặc biệt nhất là chiếc điện thoại này nó có luôn cho chúng ta tần số quét lên tới 120Hz để các bạn có thể trải nghiệm và sử dụng với những cái tác vụ nó sẽ rất là nhanh nhanh chóng và vượt mà trong quá trình khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Màn hình ở trên con này thì nó cũng có một độ sáng rất cao tối đa có thể đạt được lên tận là 1.200 nit. Vậy nên thì gần như khi mà các bạn nhìn qua về mặt thông số thì các bạn có thể thấy là nó có thể sử dụng được gần như tất cả môi trường và điều kiện ánh sáng khác nhau. Về mặt cấu hình của con này thì nó được trang bị ở đây là con chip Qualcomm sắp gần 4 Gen 1 đi kèm với phiên bản tùy chọn bộ nhớ thấp nhất sẽ là 4 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong và cái phiên bản cao nhất sẽ là 8 GB RAM và đi kèm với đó là 256 GB bộ nhớ trong. Về phần camera thì nó sẽ được trang bị một cái camera chính có độ phân giải là 48 MP và chiếc điện thoại này cũng hỗ trợ cho chúng ta một cái viên pin có dung lượng cũng khá là ấn tượng lên tới tận là 5000 mAh đi kèm với công nghệ sạc nhanh lên tới 33W. Về mức giá bán của Xiaomi Redmi Note 12 phiên bản 5G thì nó sẽ có cái phiên bản bay thấp nhất tức là 4 GB RAM đi kèm với 128 GB bộ nhớ trong sẽ có mức giá là 1199.000 tức là khoảng 4,1 triệu đồng. Đi đến với cái sản phẩm thứ hai được ra mắt vào sự kiện ngày hôm qua đấy chính là Redmi Note 12 Pro. Tuy nhiên thì với chiếc điện thoại này thì nó lại có được những cái điểm tương đồng khá là nhiều so với lại con Pro Plus. Vậy nên thì mình sẽ gộp chung cả hai sản phẩm lại. Tuy nhiên thì lượng thông tin thì nó vẫn sẽ khá là đủ để cho các bạn có thể dễ dàng nắm bắt được. Với những cái điểm tương đồng của cả hai sản phẩm này thì nó sẽ đều mang trong mình một cái màn hình OLED với kích thước là 6,67 inch đi kèm với độ phân giải Full HD Plus và ngoài ra tần số quét của nó cũng sẽ là 120Hz. Cả hai chiếc điện thoại này thì nó sẽ đều được sử dụng chung một cái cấu hình là con chip Dimensity 10 80 với mức RAM sẽ là 12 GB và đi kèm với đó là bộ nhớ trong của nó là 256 GB. Về những cái điểm khác biệt của cả hai sản phẩm này thì đầu tiên có thể kể đến đây chính là về mặt thiết kế. Về mặt thiết kế của con Pro Plus thì nó sẽ có một cái phần mặt lưng nó được bo cong còn con 12 Pro thì nó sẽ được làm trông trở nên vuông vắn hơn. Vậy nên thì về cái khả năng cầm nắm ở trên con Pro Plus thì mình đánh giá nó sẽ đem đến cho mình một cái cảm giác cầm nắm tốt hơn nhưng để nói về độ đẹp thì mình đánh giá là 12 Pro nó sẽ làm đẹp hơn khá là nhiều. Về cái điểm khác điểm tiếp theo để chính là về phần camera thì ở trên con Pro Plus nó sẽ được trang bị một camera có độ phân giải lên tận là 200 megapixel và đây cũng là chiếc điện thoại trong dòng tầm trung được trang bị một camera có độ phân giải lớn đến như vậy. Cái cảm biến được sử dụng ở trên con này là cảm biến HPX đến từ nhà của Samsung và nó cũng đang được sử dụng ở trên khá là nhiều những cái sản phẩm đắt tiền hơn, chẳng hạn như là con Moto X30 Ultra hay là con Xiaomi 12T Pro cũng được Xiaomi mới cho ra mắt ở trong thời gian gần đây. Trong khi đấy thì với Redmi Note 12 Pro thì chúng ta sẽ chỉ có được ở đây là một cái camera chính có độ phân giải là 50 megapixel cùng với cảm biến IMX 776 nhưng mà đây cũng là một trong những cảm biến khá là xịn sò được sử dụng ở trên khá là nhiều những cái thiết bị cao cấp chẳng hạn như là Oppo Find X5 Pro. Cả hai chiếc điện thoại này thì nó đều có một cái viên pin có dung lượng là 5.000 mAh Tuy nhiên thì với Redmi Note 12 Pro nó sẽ chỉ được hỗ trợ cái công nghệ sạc nhanh là 67W Trong khi đấy thì với phiên bản Pro Plus thì nó sẽ được hỗ trợ chúng ta một cái công nghệ sạc rất nhanh lên tới tận là 120W Và cả hai chiếc điện thoại này nó đều được chạy ở trên cái phiên bản là MIUI 13 được tùy biến bởi Android 12 Về mức giá bán thì với Xiaomi Redmi Note 12 Pro phiên bản 6GB RAM đi kèm với 128GB bộ nhớ trong Thì nó sẽ có mức giá là 1699 nhân dân tệ Tức là là khoảng 5,8 triệu đồng khi mà được bán tại trường Việt Nam của chúng ta. Còn với Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus thì nó sẽ có mức giá bán dành cho cái phiên bản 8 GB RAM đi kèm với 256 GB bộ nhớ trong sẽ là 2.199 nhân dân tệ, tức là khoảng 7,5 triệu đồng khi mà bán tại trường Việt Nam của chúng ta. Ngoài ra thì trong sự kiện ra mắt vào đêm ngày hôm qua thì Xiaomi cũng đã giới thiệu một trong những cái phiên bản của Redmi Note 12 Pro Plus thực sự rất là đặc biệt. Đây là một trong những cái màn collab giữa Xiaomi kết hợp cùng với lại Wang Zibo, một trong những tay đua rất là nổi tiếng và đẹp trai đến từ Trung Quốc. Với cái phiên bản này thì nhìn chung là về mặt cấu hình của nó sẽ không có điểm gì khác biệt so với con Redmi Note 12 Pro Plus cả. Tuy nhiên thì về mặt thiết kế thì nó lại có được những cái điểm khác biệt. Về phần mặt lưng của con này thì nó sẽ có hai màu chủ đạo bao gồm là màu đen và màu xanh. Với phần màu xanh thì các bạn sẽ có thêm được cái dòng chữ Racing ở đây và nó sẽ sẽ được in 3D trông trở nên thực sự rất là bắt mắt. Còn về phần màu đen thì chúng ta sẽ có được ở đây là một cái chữ ký đến từ Wang Zibo Và cái sản phẩm cuối cùng được Xiaomi giới thiệu trong cái buổi lễ ra mắt Redmi Note 12 series của mình Đấy chính là con Redmi Note 12 Explorer Edition Đây cũng chính là chiếc điện thoại có mức giá tiền đắt nhất Và đi kèm với đó thì nó cũng sẽ được trang bị những cái công nghệ tân tiến và xịn sò nhất ngay trong thời điểm hiện tại Với chiếc điện thoại này thì các bạn sẽ có được ở đây là một cái thiết kế Thì nó sẽ được bao cong về cái phần mặt lưng hoàn toàn tương tự như là con Pro Plus Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có được một cái camera có độ phân giải lên tận là 200 megapixel Và cũng được dụng cái cảm biến xịn sò như là ở trên con Pro Plus nhưng cái điểm khiến cho mình thực sự rất là ấn tượng khi mà con này hỗ trợ chúng ta cái công nghệ sạc nhanh lên tới tận là 210W Với việc mà nó được trang bị công nghệ sạc nhanh đến như vậy thì thời gian sạc ở trên con này chỉ mất 9 phút để có thể đầy được 100% pin Và 5 phút đầy được 66% pin Một con số mà nó khiến cho mình cảm thấy thực sự quá là ấn tượng Tuy nhiên thì để có thể sạc với một cái thời gian ấn tượng đến như vậy thì Xiaomi họ đã phải cắt bỏ về cái dung lượng pin ở trên con này Xuống chỉ còn là 4300mAh thay vì là 5000mAh như là những cái sản phẩm khác Thế nên thì về cái thời gian sạc của nó mới nhanh được đến như vậy. Tuy nhiên thì về cái công nghệ sạc nhanh ở trên con này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm bởi vì nó được dụng cái công nghệ sạc gan rất là tân tiến và đảm bảo cho thiết bị chúng ta có thể hoạt động hay là trong quá trình sạc nó có thể giữ được một cái mức ổn định và không hề gặp phải bất kỳ những cái rủi ro nào cả. Về mức giá bán của Redmi Note 12 Explorer Edition thì nó sẽ có mức giá là 2399 nhân dân tệ, tức là khoảng 8,3 triệu đồng dành cho cái phiên bản là 8GB RAM đi kèm với 256GB bộ nhớ trong. Và như vậy thì trong video ngày hôm nay mình đã gửi tới cho các bạn tất cả những cái thông tin liên quan tới Redmi Note 12 series đã được Xiaomi cho ra mắt vào đêm ngày hôm qua. Từ những cái điểm nâng cấp về mặt thiết kế, về mặt cấu hình, về mặt camera cho tới cái điểm nâng cấp khiến cho mình ấn tượng nhất là về cái công suất sạc ở trên những con Redmi Note 12 series thế mới này. Thì không biết là với tất cả các bạn đã và đang xem video ngày hôm nay thì các bạn cảm thấy ấn tượng với sản phẩm nào nhất. Các bạn đừng quên hãy comment bên dưới phần bình luận của video cho mình cũng như tất cả các bạn đã và đang xem video được biết với nhau. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe theo dõi video từ đầu cho tới bây giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video kế tiếp.